Kính thưa quý vị, sinh con, nuôi con là niềm hạnh phúc lớn lao đối với các bậc làm cha mẹ. Đặc biệt trong những năm đầu đời của trẻ, ưu tiên hàng đầu của mỗi bậc phụ huynh chính là chăm sóc trẻ một cách tốt nhất để phát triển toàn diện cho trẻ về cả thể chất và tinh thần. Chế độ ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng đóng một vai trò hết sức quan trọng và cần thiết cho bé. Chế độ dinh dưỡng cho bé từ 1 tuổi đặc biệt rất quan trọng và là mối quan tâm của phần lớn các bậc cha mẹ. Chính vì tầm quan trọng ấy, các bậc phụ huynh nên đa dạng hóa các bữa ăn cũng như thay đổi thường xuyên những món ăn hàng ngày. Bên cạnh đó, bố mẹ nên cung cấp cho trẻ bữa ăn chất lượng từ các sản phẩm sữa dinh dưỡng. Khi mà chúng ta lựa chọn những cái sản phẩm bổ sung cho trẻ, ví dụ như lựa chọn cái sản phẩm sữa dinh dưỡng để bổ sung cho trẻ, thì đầu tiên thì cần phải đảm bảo những cái yếu tố. Thứ nhất là nó phải cung cấp đủ năng lượng. Đấy. Ví dụ như trong một cái ly sữa trẻ uống hay là một cái bữa ăn của trẻ thì nó phải cung cấp đủ cái về cái đảm bảo cái nhu cầu năng lượng. Thứ hai là cái điều quan trọng nhất là cung cấp đầy đủ chất đạm và cung cấp các cái vitamin và khoáng chất, ví dụ như là hàm lượng canxi, hàm lượng vitamin A, vitamin D, vitamin K, sắt, kẽm, thứ vân vân. Đấy. Và đặc biệt còn bổ sung một loạt các cái axit béo chưa no, chuỗi dài, ví dụ như DHA, axit omega 3, omega 6, rồi taurin, choline là những cái vi chất dinh dưỡng rất cần thiết giúp cho phát triển trí não. Như vậy thì em bé của chúng ta không những phát triển tốt về thể chất mà còn phải phát triển tốt cả về trí não, bởi vì mong muốn của tất cả các bậc phụ huynh thì con không những phải khỏe mạnh, cao lớn mà còn phải thông minh nữa. Đấy, cho nên là người ta chú ý bổ sung nhóm sữa này. Và cái điều thứ ba nữa thì nhất là cái giai đoạn em bé mà còn nhỏ thì cái hệ miễn dịch của cháu còn kém, cho nên là cái thành phần sữa này lại bổ sung thêm cái nhóm tăng cường hệ miễn dịch, và trong đấy đặc biệt là bổ sung lợi khuẩn. Thì trong này thì theo như tôi được biết là bổ sung một cái loại lợi khuẩn là Bifidobacteria BB12 ATM, là một cái loại lợi khuẩn mà chiếm đến số đông có cái loại vi khuẩn ở trong đường ruột, cho nên có tác dụng giúp tăng cường cái hệ miễn dịch cho em bé và giúp cho em bé cũng tiêu hóa hấp thu thức ăn tốt hơn. Thế còn riêng có một cái dòng sữa nữa mà dành cho những em bé biếng ăn và suy dưỡng thấp còi, đó là cái dòng sữa Kobe Gold Digest. Thì cái dòng sản phẩm này thì đặc trị là dành cho những cái cháu bị suy dinh dưỡng, đặc biệt là suy dinh dưỡng thấp còi hay là những cái cháu biếng ăn hay đã bị suy dinh dưỡng gì. Thì cái thành phần công thức của nó là cũng chứa đầy đủ các cái vitamin khoáng chất như trên, nhưng mà đặc biệt ở đây là nó có chứa cái hệ Pedia Pro, tức là cái nhu cầu năng lượng nó cao hơn, tức là 1 ml là cung cấp 1 kcal. Hiện nay có cái dòng sữa Kobe Gold Grow IQ là cái sữa mà dành cho trẻ bắt đầu từ 1 tuổi trở lên cho đến lúc khoảng 16-17 tuổi chẳng hạn là vẫn có thể dùng được ấy. Thì người ta bổ sung cái hàm lượng canxi khá là cao, cho nên nó đủ đảm bảo đủ cung cấp cái nhu cầu canxi cho trẻ. Và canxi ở trong sữa thì bao giờ cũng hấp thu tốt hơn canxi ở trong những cái thực phẩm thông thường. Cái thứ hai nữa là cái thành phần của sữa này thì ngoài cung cấp canxi thì còn cung cấp các cái vi chất dinh dưỡng khác, ví dụ như vitamin A, vitamin D, vitamin K là những cái vitamin và rất là quan trọng để hỗ trợ vấn đề hấp thu canxi cũng như là giúp cho trẻ phát triển chiều cao, tăng cường hệ miễn dịch. Thấu hiểu được nỗi lòng của các ông bố bà mẹ trong việc cung cấp các chất dinh dưỡng đầy đủ giúp con phát triển toàn diện, công ty cổ phần dược phẩm Kobe Việt Nam đã sản xuất và phân phối ra thị trường các dòng sản phẩm sữa chuyên biệt cho từng lứa tuổi, trong đó có dòng Kobe Gold Digest và Kobe Gold Grow IQ, giúp trẻ cải thiện tình trạng biếng ăn, thấp còi, cung cấp dinh dưỡng, giúp trẻ khỏe mạnh, phát triển toàn diện về thể chất và trí tuệ. Sau khi mình sử dụng sữa trong một thời gian ngắn, mình thấy là có sự khác biệt rất là rõ rệt đối với hai con. Đó thì mình thấy rằng là các con ý, từ trước đến nay các con rất là lười ăn. Thật sự là đến bữa ăn là các con không muốn ăn, nhưng mà khi mình bổ sung thêm sữa thì thấy các con là ăn cơm ngon miệng hơn, đòi ăn này, rồi phát triển rất là đều. Cái thứ hai là mình thấy về sức khỏe của con rất là tốt, những cái vấn đề về mũi này rồi ốm đau các thứ là con đã cải thiện rõ rệt. Thì mình thấy rất là vui khi mà tìm được một cái sản phẩm tốt như thế này. Sản phẩm sữa Kobe Gold Grow IQ dành cho trẻ cần phát triển về chiều cao và trí thông minh, với công thức tăng thêm hàm lượng canxi và hàm lượng vitamin D, hỗ trợ tăng chiều cao phù hợp với nhu cầu trẻ em trong độ tuổi phát triển. Ngoài ra, công thức còn bổ sung DHA, taurin, axit linoleic và axit alpha linoleic giúp trẻ phát triển trí não và thị giác. Thành phần Fox Inulin giúp cải thiện hệ tiêu hóa, tăng cường miễn dịch. Kobe Gold Digest là một trong những sản phẩm sữa được nhiều người tiêu dùng lựa chọn. Sản phẩm dành cho trẻ từ 1 đến 12 tuổi, với công thức được đặc chế dành riêng cho trẻ biếng ăn, thấp còi. Ngoài cung cấp các thành phần dưỡng chất quý, Kobe Gold Digest còn bổ sung thêm vi chất giúp trẻ cân bằng hệ tiêu hóa khỏe mạnh, cung cấp năng lượng, giúp cơ thể dễ dàng hấp thụ dưỡng chất, cải thiện tình trạng dinh dưỡng, phát triển cân bằng và bắp kịp đà tăng trưởng. Đặc biệt, thành phần HMO đều có trong Kobe Gold Grow IQ và Kobe Gold Digest giúp tăng vi khuẩn có lợi, ức chế vi khuẩn có hại,
hỗ trợ hệ tiêu hóa của trẻ khỏe mạnh, từ đó tăng khả năng hấp thu các dưỡng chất phi lượng, giúp trẻ khám phá, học hỏi nhanh với thế giới xung quanh. Hiện nay, bên cạnh dòng sản phẩm sữa bột Kobe Gold Digest và Kobe Gold Grow IQ, công ty đã cải tiến và cho ra thị trường sản phẩm sữa bột pha sẵn để tiện lợi hơn trong quá trình sử dụng. Kia có khách hàng mang vỏ lon sản phẩm của công ty cổ phần dược phẩm Kobe Việt Nam tới cửa hàng tôi hỏi mua sản phẩm. Do đó tôi đã đọc kỹ sản phẩm, tôi thấy sản phẩm rất tốt và chất lượng. Tôi đã liên hệ với công ty đặt số lượng lớn mua về để phân phối và giới thiệu tới tay người tiêu dùng. Trong thời gian tôi bán hàng, khách hàng quay lại phản hồi rất tích cực về sản phẩm, chất lượng được mọi người tin dùng và trẻ em ăn rất tăng cân. Với các dòng sản phẩm chuyên biệt giúp hỗ trợ dinh dưỡng tới từng nhóm độ tuổi khác nhau, công ty cổ phần dược phẩm Kobe Việt Nam luôn cải tiến trong từng sản phẩm, đảm bảo tiến độ sản xuất và dây chuyền thiết bị hiện đại, quy trình khép kín. Đây là những yếu tố mà một trong những đơn vị chuyên sản xuất các sản phẩm dinh dưỡng cao cấp tại Việt Nam đã thực hiện và cam kết đầy đủ để đảm bảo mọi tiêu chuẩn chất lượng đến người tiêu dùng.